chuông công đức an tọa. Chúng con kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Quý thầy ngồi bên kia kìa con, có bàn kìa. Quý thầy quý cô ngồi bàn bên đó. Để xéo xéo qua. Đấy, kéo xéo xéo qua, kéo xéo xéo qua. Chúng con toàn thể đạo tràng có mặt trong có thêm một ngày an lạc lần thứ 100 của đạo tràng tu viện. Kéo xéo xéo ra con. Được sự cho phép của ban tổ chức, chúng con xin được phép cung kính giới thiệu đang hiện diện trên pháp tòa là Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Hồng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội bộ Sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, vừa tốt nghiệp Học viện Tiến sĩ Giáo dục năm 2017 tại Malaysia do trường Amiga Hoa Kỳ tổ chức, chủ trì chùa Lâm Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và chủ trì tu viện Linh Thố, huyện Củ Chi. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu đại đức giảng sư sư phụ Thường Thiện Hà Xuân. Và chúng con xin được phép cung kính giới thiệu có sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni tu viện Linh Thố. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu chư. Và chúng con xin được phép đại diện ban tổ chức xin hân hoan chào đón toàn thể quý Phật tử gần xa đã sắp xếp công việc về đây tham dự khóa tu một ngày an lạc. Xin giới thiệu chung và xin chào đón bằng tràng xóa tay nồng nhiệt nhất. Trong khi đạo Phật về đây, chúng con kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cùng chúng con dâng lời tác bạch cung thỉnh sư phụ thuyết pháp trong buổi chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa đạo vô cầu, làm thầy môn phạm dẫn đầu chúng sanh. Cung kính mượn bái bạch trên sư phụ, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tuất, là ngày khóa tu một ngày an lạc lần thứ 100 của đạo tràng tu viện Linh Thố chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính nghe Đức Phật có dạy: sanh được làm thân người là khó, gặp được Phật pháp là khó, gặp được chúng tăng là khó, lòng tin dễ sanh là khó, sáu căn vẹn đủ là khó, bạn tốt dễ tìm là khó. Thật là diễn phúc cho tất cả đạo tràng chúng con đa phần chấp nhờ công đức của ông bà cha mẹ đã làm nhiều điều phước thiện, nên đa số tất cả chúng con đã vượt qua sáu điều khó. Và thật hạnh phúc thay chúng con trong khóa tu này tại tu viện Linh Thố, chúng con được gặp sư phụ là người thầy luôn đem với kiến thức của mình truyền trao cho tất cả chúng con về giáo lý của Đức Phật, với mong ước tất cả chúng con thực tập và đem về cuộc sống an lạc cho mình cũng như gia đình và xã hội. Và chúng con được biết sư phụ sẽ tiếp tục hôm nay trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 100 sẽ diễn giảng cho chúng con về bộ kinh Lương Hoàng Sáng nguyện thứ tư. Và giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin được phép đại diện toàn thể đạo tràng thành kính cung thỉnh sư phụ bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Phật âm thanh ánh sáng mở bài Phật giáo Việt Nam trả lễ với con. Chúng ta chắp tay trang nghiêm để lắng nghe bài Phật giáo Việt Nam để mở đầu cho buổi thuyết pháp chiều hôm nay. Bộ phận âm thanh xin cho bài nhạc Phật giáo Việt Nam.
mô thường sùm trời đất. Vậy mình mới thấy là cái mình nó hiện đại tới đâu và nó hại điện như thế nào. Chúng ta có cái bài Đạo Tràng Tịnh Độ. Nếu Phật tử nào chưa có thì về nhà tự mở lên nghe. Chứ không in thì biết làm sao. Anh hồi sáng thầy nói đó, một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tình, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi, điều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Tại vì cái bài này thầy đâu có biết hát, cho nên là quý vị về cố gắng hát cái bài một đạo tràng trang nghiêm, rồi nếu bản thân mình mà biết sáng tác trở lại á, thì mình sáng tác tương đương như vậy. Để cố gắng chúng ta mượn á, mượn cái phương tiện nào miễn cho chúng ta tu tập tốt là được. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bản kinh Luân Hoàng Sám tới quyển thứ tư, thì chúng ta chỉ có 10 quyển thôi, cố gắng nghiên cứu sơ qua thôi, còn mai mốt mình học kỹ thì năm mình học từng quyển thôi. Còn giờ một buổi mình học nguyên quyển thì mình học lướt qua thôi nha. Ai mà có mang cuốn kinh Luân Hoàng Sám theo đó thì tới trang 210 chương thứ 7, quyển thứ 4 chương thứ 7 nói rõ quả báo tiếp theo. Chúng ta nương vào một vài cái lời trong kinh mà có nhắc đến Ngài Mục Kiền Liên. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, Đức Phật mà dạy cái điều gì đó thì phải có người chứng đắc, có người thấy Đức Phật mới nói, chứ Đức Phật không có nói mơ hồ. Vì vậy cho nên chúng ta cũng chịu cực. Bộ phận âm thanh chỉnh lại cái máy. Nói rõ quả báo, Ngài Mục Kiền Liên nói rõ quả báo của các ngạ quỷ chịu quả không đồng nhau. Như vậy thì trong cái nói rõ quả báo này thì Ngài Mục Kiền Liên lại nhắm vào các vị ngạ quỷ để nói rằng các vị ngạ quỷ chịu quả báo không đồng. Tôi đọc một đoạn này để đại chúng lắng nghe. Lúc bấy giờ Phật ở thành Phương Xá trong vườn Trúc Ca Lan Đà, Ngài Mục Kiền Liên từ thiền định đứng dậy đi dạo trên bờ sông Hằng, thấy các ngạ quỷ chịu tội không đồng nhau. Khi ấy các ngạ quỷ đồng sanh lòng cung kính đến hỏi Ngài Mục Kiền Liên vì nhân duyên đời trước. Một ngạ quỷ hỏi: tôi một đời trở lại đây thường bị đối khát, muốn vào trong nhà xí lấy phẩm để mà ăn, nhưng mà trên nhà xí đã có một con đại quỷ, nó lấy gậy nó đánh tôi. Tôi không đến gần được cái nhà xí, vì cớ gì mà tôi mắc phải cái tội ấy? Quý vị thấy ngạ quỷ mà đi tìm miếng ăn là đi tìm ở nhà xí, vậy mà có con quỷ, đại quỷ, nó đánh nó không cho ấy. Bây giờ mình còn được là người, phước báo còn lớn, hãy nên suy nghĩ giác ngộ. Ngài Mục Kiền Liên đáp rằng: đời trước lúc ngươi làm người, ngươi làm chủ chùa. Quý vị thấy quốc giờ chủ chùa mấy tôi đi tu đó, mà nhờ mấy cái kinh này tôi đọc đó, là tôi mừng lắm. Có vị khách tỳ kheo đến xin ăn, là đi khất thực á. Ngươi kêu kiết không đãi khách ăn, chờ khách đi rồi mới đem ra cho quý tăng ni và những người trong thường trụ ở chùa ăn. Có nghĩa là vị trụ trì mà có cái tâm kêu rất bỏng sẻn, không có đem ra đãi khách hết. Nhờ đọc cái khúc này nè, thầy tụng đọc á, mà khi có khách tới thầy nói con đem hết đồ đạc của cái gì đó đem hết ra đãi khách con, lát khách về thầy trò mình nhịn đói.
là tâm của mình là mình phải làm vậy thôi. Cái gì ngon nhất từ trước đến nay mình đợi. Nói vậy chứ theo quy luật nhân quả đó, là tâm của mình tốt thì mình có đói không quý Phật tử? Đói không? Ít ra cũng còn nửa bát cháo thêm. Ông cấp cô độc, ổng cúng dường hết luôn rồi, tới chừng ổng còn một cái bát cháo thiêu thôi, mà ổng gặp ngài Xá Lợi Pháp đi ngang qua, ổng còn cúng cho ngài Xá Lợi Pháp nửa bát cháo thiêu. Nhớ nghe, ai học là phải biết tới cỡ đó. Ông cấp cô độc là ông cúng dường xây chùa, mà gọi là phải suy nghĩ coi lấy cái kho nào để lót vàng dưới đất mà xây. Vậy mà ông cúng dường cho đến ông còn chỉ có bát cháo thiêu thôi. Cái tâm ông cúng dường cho đến nỗi mà chư thiên giữ kho đó mà keo kiết, ông đuổi chư thiên ra khỏi nhà luôn. À, vậy đó mà phước báo cúng dường đến cỡ đó để chứng được thánh quả. Vì người vô đạo tham tiếp của thường trụ, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Vì đây là tiền của đàn na tín thí cúng dường vô chùa, đó không phải là tiền của mình, mà mình không ứng xử cho đúng là mình mắc phải tội, chứ đâu phải đơn giản đâu. Đó là hoa báo, còn quả báo nó ở địa ngục nữa kìa. Nghĩa là ngạ quỷ nó mới là hoa thôi, còn quả là nó xuống nữa. Huống chi là mình mang cái tội ăn cướp, ăn trộm. Lại có một ngạ quỷ mới đến trước ngài Mục Kiền Liên và hỏi: một đời trở lại đây, trên vai của tôi nó có cái bình đồng lớn đựng nước đồng sôi. Tôi tự lấy gáo múc nước, nước sôi đã xối từ trên đầu của tôi xuống, đau khổ vô cùng không thể chịu được. Tôi vì cái tội gì mà phải như thế? Quý vị thấy ngu lắm không? Nó mang trên vai nó cái bình đồng đựng cái nước đồng sôi, vậy mà nó phải lấy cái gáo nó xối cái nước đồng sôi từ trên đầu nó xuống. Nó hỏi tại sao vậy? Ngài Mục Kiền Liên đáp: lúc làm người, ngươi làm duy na trong chùa, xem việc trong đại chúng, có một bình sữa ngươi giấu ở cái chỗ kín, đúng giờ không đem chia cho chúng, đợi khách đi rồi mới đem chia cho các người trong chùa. Sữa là vật chiêu đề, có nghĩa là vật chiêu đề là vật của chúng tăng á, vật của mọi người được dùng á, thuộc của chúng tăng trong mười phương, mọi người đều có phần. Vì ngươi vô đạo tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên phát tội như vậy. Đó là hoa báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Người thấy con chút xíu sữa đó mà sợ chúng đó, nó không có, cho nên khách tới không có đãi chị đó, mà lát nữa đem ra còn phải bị cái quả báo ghê cứng. Cho nên hồi trưa giờ có ai giấu gì không, thành thật khai báo luôn. Cho nên hồi trưa tôi nói là có nhiêu đem đãi hết nha con, ăn tới 1 giờ rồi ăn no rồi nghỉ mệt chút, là nghe sư phụ giảng xong rồi 3 giờ nếu còn dư ăn nữa, sau khi ăn xong rồi không còn ai ăn nữa thì mới bỏ bọc đem về nhé. Chứ hầu trưa mà bỏ bọc là cứ giống vậy đó, nghĩa là người ta chưa ăn xong mà mình bỏ bọc. À, nhớ nha, Nam Mô thường móc bọc Bồ Tát, cho mình bỏ cái bọc là nguy hiểm. Lại có một vị ngạ quỷ đến hỏi ngài Mục Kiền Liên: tôi một đời trở lại đây thường nuốt những cái hòn sắt nóng, vì những tội gì mà tôi phải mắc phải cái quả báo như vậy, nuốt hòn sắt nóng? Ngài Mục Kiền Liên đáp: lúc làm người, ngươi là một sa di nhỏ đó, ông tiểu đó, lấy nước trong sạch quấy đường phèn để chia cho chúng. Đường phèn cứng rắn nên ngươi sanh tâm trộm cắp, đập nhỏ lấy hết chút. Đại chúng chưa uống, ngươi đã uống trộm một hớp. Vì do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Thì thấy không, lấy nước đường phèn á, quậy vô nước cho đại chúng uống thôi, mà thấy sanh tâm tham thôi, lấy miếng vô, lấy miếng, đại chúng chưa uống mình hút trước, quả báo ghê. Là một kiếp trở lại đây tôi nuốt toàn là hàng sắt nóng. À, quý vị cùng nói với tôi: ngày nay chúng ta bệnh đủ kiểu khác nhau. Khỏi hỏi ngài Mục Kiền Liên, tự trả lời ăn ở làm sao,
mà quả báo thiên luôn. Mình tự trả lời mình coi mình đang ở sao mà cái quả báo mình vậy, phải không? Cho nên là tôi bệnh chứ tôi đâu dám nói dài, tôi sợ nó nói bụi thầy ăn ở đời trước sao. Giờ này thiên luôn. Cho nên là nhân cái phần mà quả báo này nè, thì tôi đọc sơ vậy thôi, quý vị cố gắng về chúng ta phải suy nghĩ nữa ha, để cho chúng ta tự lội suy ra. Rồi cái bài này nó hay lắm, đọc cái là lông tóc dựng ngược. Nhờ hầu đó mà đêm nào tôi cũng tụng kinh này, ngày nào đi làm về cũng lấy kinh này ra tụng, quỳ gối xuống sám hối 2 tiếng đồng hồ, vừa đọc vừa lại. Tôi nói cái bùi gối nó cộm lên như một lớp dày gì đó, nhờ vậy mà đi tu luôn nó ổn dữ lắm. Cái gặp cái con mắm kia nó nói thầy ơi đi tu chi cực khổ vậy thầy. Rồi bắt đầu tôi nói mắm ơi mắm, tao sám hối gần chết mắm ơi mắm. Tao sám hối chọc đầu luôn giờ tôi mới được về nè mắm ơi mắm. Mình hiểu được cái quả báo là mình lo hay là mình không lo. Ừ vậy thôi, chứ còn đừng có cầm cái đi hổ ngày một ngày liên kia nhập trước bàn rồi. Mình hiểu là nhân quả đó là do mình tạo hay ai tạo. Rồi quý vị đọc với thầy 2 câu pháp cú. Đừng xem thường ác nhỏ, cho rằng chưa đến ta, như nước nhỏ từng giọt, từ từ đừng tràn ra. Kẻ ác đầy tội lỗi, do chất chứa dần già. Đừng xem thường thiện nhỏ, cho rằng chưa đến ta, như nước nhỏ từng giọt, từ từ bình tràn ra. Người trí được toàn thiện, do tích lũy dần già. Tại sao cái kia gọi là chất chứa, còn cái này gọi là tích lũy? Thì nó cũng giống nhau, chẳng mình dùng từ khác nhau. Chất chứa có nghĩa là tội lỗi chất chứa, còn tích lũy nghĩa là công đức phước báo tích lũy. À, cái chữ tích lũy với chữ chất chứa hai từ một kiểu à. Nhưng mà tội lỗi thì gọi là chất chứa, còn phước báo gọi là tích lũy. Đó là 2 câu pháp cú. Số mấy vậy? Số 111 thì phải. Phẩm muôn ngàn. Ráng cố gắng đọc, học, tư duy, để mình ráng cố gắng đừng xem thường cái ác nhỏ. Những cái chuyện đơn giản vậy đó, quậy nước vậy, cái húp miếng vậy nè, mà quả báo nó là nuốt từng hoàng sắc nóng. Mình thấy cái này nó không đáng bao nhiêu, mình lụm cục mình dùng vô miệng rồi sao. Vậy đó mà quả báo nuốt từng hoàng sắc nóng, thì ghê gớm. Để trở thành một cái việc mà tốt đẹp thì dễ hay khó với Phật tử? Khó lắm, cố gắng nha. Bây giờ mình đọc một đoạn nữa ha. Hay bây giờ cái chú thích nè, có cái chú thích. Ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, khổ báo chướng. Đúng ra là ba chướng á. Ở trong đây là lấy từ chú thích trong kinh ra là khổ báo chướng. Thì thật sự ra cái khổ báo chướng này là nó nói ba chướng thì nó khó. Cái chướng đó là phiền não chướng, sở tri chướng. Sở tri là cái chỗ biết của mình, mình biết nhưng mình cố chấp cho nên nó sở tri chướng. Rồi cái nghiệp chướng đó, là tạm thời gọi nó là cái tập quán, cái thói quen bỏ không được. Quý vị cùng nói với thầy: phiền não chướng không làm chủ bên trong, không làm chủ bên ngoài, đụng tới đâu cũng phiền não. Nghiệp chướng là thói quen bỏ không được. Sở tri chướng là cố chấp cho mình biết nên không phát triển, đó là chướng. Rồi đó quý vị cố gắng nha, bữa nay không nhớ gì hết, ít ra cũng phải nhớ được 3 chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng, sở tri chướng,
Nhớ là cái chướng của sở tri đó, nó là quan trọng lắm. Biết ít khổ ít, biết nhiều khổ nhiều, gọi là sở tri chướng. Năm cái sợ hãi, Bồ Tát mới phát tâm có năm món sợ. Một là sợ không có sống lâu, nên có của không thể thí vật, thí hết vật sở hữu được. Mình sợ mình không có sống, sống được lâu, cho nên mình giữ của. Thứ hai, sợ tiếng xấu, không chung sống với chúng sinh mà tu hòa quang đồng trần. Sợ tiếng xấu nên không chung sống với chúng sanh mà tu hòa quang đồng trần. Khó hiểu ha, nhưng họ tạm hiểu là vậy nè. Mình sợ tiếng xấu cho nên mình thường khen mình chê người. Mình sợ tiếng xấu cho nên mình khen mình. Quý Phật tử hiểu ý nào? Rồi quý vị cùng nói với thầy, sợ mình xấu nên chơi người ta. Ai chơi người khác là hiểu biết chưa? Hiểu ha. Mình cứ mình chơi người ta, vậy là mình biết rồi đó, nguy hiểm. Sợ chết nên không dám xả thân. Cái này là đuối nữa đó. Năm sợ hãi. Vậy ai không sợ chết giơ tay lên thì coi coi. Có một anh ở đằng sau có giơ tay, xin một tràng vỗ tay tặng cho anh. Ở đây thì nhìn phía dưới mới thấy anh giơ tay. Lên đây luôn, không sợ chết lên đây luôn. Lên đây anh, lên đây anh, đưa tay lên đây. Tại sao có người không sợ chết gian dữ vậy ta? Mình lên mình hỏi thử coi. Mình hỏi thử rồi sao không sợ chết. Xin cho một tràng vỗ tay nữa để có người không sợ chết. Lên đây, lên đây. Nãy anh đưa tay phải không? Anh nói cho thầy nghe. Chết là sao mà không sợ? Chết có đâu sợ. Chết có gì hết à? Vậy đó con bây giờ sợ là gì? Chết có mình mỗi tay, mỗi một cái giá trị. Ở đó là chết mỗi một mắt sống. Thế thôi. Vậy thì theo anh có hiểu là cái sống với cái chết không? Anh giải thích thử coi. Anh nói chết đơn giản lắm thì anh giải thích thử coi, tại vì thầy chưa biết, thầy chưa chết cho nên chưa biết. Anh giả bộ anh giải thích thử coi. Thì mình chết mình ngủ đây, giống như mình chết mình ngủ là không biết hết. Nếu mình chết thì người ta đâu biết gì đâu, mình ngủ gì hết. Còn chết có nghĩ gì nhau thôi, đơn giản. Ủa chết chưa biết hả? Chết chưa biết hay vậy? Chưa chết mà sao biết đơn giản. Một tràng vỗ tay tặng cho anh. Và thầy tặng cho anh 5 yếu tố ha. Rồi anh đứng chắp tay trang nghiêm để lắng nghe 5 yếu tố. Một là cái thân này chết. Nhớ là cái thân này chết là nó ghê gớm chứ phải đơn giản như chưa. Cho nên anh đừng có nói là tôi không sợ chết. Nói vậy đúng nha. Anh không sợ chết. Cái chết là mẹ đẻ của tất cả cơn đau. Mình không sợ chết thì phải mình không sợ đau. Thầy hỏi anh là anh có sợ đau không? Đuối rồi nè. Đau thì đau thì không sợ. Không sợ nữa. Tôi cho điện nó giật à. Điện giật đau không? La không? Không, người trên là không sợ chết là không la. Vậy thì bây giờ anh này mà không sợ chết là anh dễ thành Phật lắm nè. Vì anh tu anh ngồi thiền mà đâu có sợ đau. Cho nên là anh này sớm thành Phật lắm nè. Ha. Cái thân này chết á, là nhớ nghe. Cái chết là con mắt của chúng ta nó không còn sống nữa. Nghĩa là chúng ta thấy mọi sự vật hiện tượng như là chính nó, chứ còn mình không dính vô nó nữa. Nghĩa là cặp mắt chết. Lỗ tai chết là lỗ tai có nghe như không nghe. Khổ lắm à, chứ không có đơn giản đâu à. Mình mà đang sống mà mình tập là lỗ tai chết rồi đó, là khó lắm chứ không có đơn giản đâu nghe. Giờ thầy có nói mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi nha. Là thầy nói là cái thân này, là cái sắc ẩn này nè, mắt tai mũi lưỡi thân. Mà nếu cái thân này mà nó chết từng phần, nó hoại tử, nỗi đau đớn không thể chịu nổi. Đừng nói chết như ngủ là không biết. Ngủ là một cái chết ngắn, chết là một giấc ngủ dài. Nhưng nhớ đó chỉ là nói thôi nha.
Chứ cái chân mình mà nó chết một chân nữa nha, là nó đau đớn không chịu nổi đó. Chứ không phải là nó đau, nó chết một cái chân nó hoại tử là mình tưởng là nó đơn giản đâu nghe. Ấy ơi, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Đó là cái thân chết nha. Đây là một pháp nha. Anh nhớ cố gắng anh quán chiếu vậy đi. Anh cứ ngồi thiền. Và bây giờ tôi chỉ anh ha. Anh không sợ chết. Có cái anh kia nữa kìa. Anh kia có đưa tay nữa kìa. Mà anh lên anh đại diện rồi đó. Có hai ông này sao mà gán chữ gì vậy? À, nên bây giờ cái thân mình không sợ chết là mình cứ ngồi thiền ha. Mình ngồi thiền cho nhiều, mình lại Phật cho nhiều để cho nghiệp chướng nó tiêu trừ. Ngồi thiền để cho nó định tâm và ráng cố gắng hành cái xác này. Còn bộ da bọc xương giống như Đức Thái tử Tất Đạt Đa, đó là Thái tử không sợ chết. Thái tử hành cái thân mình cho đến nỗi còn bộ da bọc xương, Thái tử mới là người không sợ chết. Còn anh còn có bộ 50 mấy ký mà ở đó mà không sợ. Đấy còn sợ đụng nó chết nha. Cái anh dưới kia nữa nha, anh này ảnh lên ảnh làm gương thôi đó chứ còn nữa nha. Đó là cái thân này không chết, là cái thân này tu tốt lắm. Thái tử Tất Đạt Đa tu quyết một đời thành Phật là nhờ tu cái thân không sợ chết. Thứ hai là thọ không sợ chết. Cái cảm thọ của mình á, là mình chỉ cần thấy là mình bực mình rồi. Mình nóng là mình chịu không nổi, lạnh mình chịu không nổi, đau một chút mình chịu không nổi, đây là cảm thọ nghe. Mình ráng làm sao mà cái định cuối cùng của người vượt khỏi ba cõi là diệt thọ tưởng định. Cái định này gọi là ra khỏi ba cõi, nhớ ha. Cho nên anh làm sao ha, thọ anh vẫn còn sống nhưng mà anh không sợ. Mày tên thọ, anh tên gì? Cao Văn Thành. Cao Văn Thành, một tràng vỗ tay tặng cho anh Thành. Ủa rồi anh pháp danh gì? Nguyễn Chí Túc. Hả? Nguyễn Chí Túc. Nguyễn Chí Túc. Wow, công nhận cái pháp danh này là nghe là biết thiền rồi nè ha. À, vậy là thiền dữ lắm á. Nhớ, cái cảm thọ của ta còn sống. Nhưng mà giả sử như lấy cái cây nè, gõ bị điên. Thấy không? Rồi lấy cái cây này nướng cho nó dùi, cho nó sọt từ bên đây con kia bị điên. Chịu nổi không? Không. Nắng mưa sương gió giải dầu chịu nổi. Cho nên chúng ta chiến đấu với cảm thọ nha. Mà mốt không sợ chết là không sợ thành thọ ha. Dầu rằng nóng lạnh mũi mồng hay cái gì đã cố gắng chiến đấu với nó. Thứ ba là thần tưởng. Nó vọng tưởng điên đảo nhưng mình không sợ nó. Mình bắt nó trở về làm nô lệ cho mình. Đây là không sợ. Không sợ chết là không sợ thần tưởng. Nội có nằm chim bao là rung cầm cập. Mà người không còn sợ chết nữa là không còn sợ chim bao nữa. Mà cái chết nó đến trước mặt người đó vẫn bình thản thì cái người này cái tưởng lớn lắm. Dầu rằng người ta đưa dao lên ngay cổ của mình, mình cứ tưởng đó là cái đồ, cái dùi. Cái dùi chọt chọt không có lũng. Cái sức tưởng của mình nó lớn như vậy. Dầu rằng mình ngàn cân treo sợi tóc nhưng mà cái người, cái tưởng của họ, họ không còn sợ nữa. Là họ ở trên, nó nhảy xuống vẫn bình thường. Còn mình không có đâu, lên trên mất hồn rồi. Mình sợ lắm cho nên độ cao nó sẽ sợ. Có người sợ rắn, có người sợ con này con kia, có người sợ độ cao, xe nó chạy nhanh cũng sợ. Cái thứ gì cũng sợ chứ ở đó mà không sợ chết. Ông nhận ông này ông gan thiệt. Tôi còn phải thua ông nữa. Cái thứ tư là hành. Hành ẩn là một trong những trạng thái dẫn mình đến con đường tái sinh. Hành ẩn chỉ trong khoảng sát na, nó chạy khắp mười phương. Nếu bản thân mình không làm chủ nó thì con đường tái sinh chắc chắn ta sẽ sợ hãi trên lộ trình hành nó dẫn. Gọi là nghiệp. Hành gọi là nghiệp. Cho nên nó sẽ dẫn mình đi trong khoảng sát na. Ở trong hư không mà nói về thân trung ấm, trong một sát na là mình thấy vô lượng nghĩa là ánh sáng với tất cả các cái hành tướng đó. Nó làm cho mình cảm thấy sợ hãi và la ó lên. Cho nên mình gào thét trên tiến trình hành ẩn nó dẫn mình đi. Cho nên quý Phật tử đừng có tưởng cái hành ẩn này đơn giản nha. Mình tu là mình đang tập luyện với nó đó. Và cái cuối cùng là thức. Người có nhận thức thì Đức Phật ra đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái thức này được xem như là tri kiến. Nếu ta lấy cái thức tri kiến này, ta quay trở lại, ta trưởng dưỡng cái sắc, ta trưởng dưỡng và ta điều tiết cái thọ. Ta lấy cái thức này nè, ta vun tu cái tưởng. Vì cái thằng tưởng là thằng quan trọng nhất, như là nó cao nhất trên bàn tay của mình.
Cái thức này nó chỉ trưởng dưỡng cái tưởng này mà thôi. Để cái tưởng này nó trở thành là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó. Cái hàng tưởng này nó y như là A Lợi Gia, nó là thức thứ 8. Nhưng mà cái thức này chính là lộ trình nhận thức của 8 thức. Cho nên khi chúng ta sanh ra, chúng ta đã có 8 thức. Ngay cái chỗ này nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, của mạt na, để trưởng dưỡng cái A Lợi Gia này trở thành đại viên cảnh trí. Cho nên anh trong quá trình thực hành đó là lấy cái hành này để là một tiến trình tạo nghiệp, và đó là một tiến trình tái sinh. Như vậy anh gì tôi quên pháp danh anh rồi. Cao Văn Thành. Anh Thành mà pháp danh là Trí Túc. À, Trí Túc là trí huệ đầy đủ. Thì thầy cũng rất là chúc phúc cho anh, là bởi vì nghe anh không sợ chết là tôi thấy anh tôi nể rồi đó. Cho tôi xá ba xá. À, tôi mong rằng anh là phải là cái người là thân kim cang nha, bất khả chiến bại ha, chứ không phải là nói không sợ chết quay qua quay lại thấy anh mất tiêu đi nha. Đi xuống âm phủ rồi à? Đi xuống dưới rồi hả? Rồi giữ người ta. Rồi cho một tràng vỗ tay nữa. Rồi kể cho nghe cái không kể dưới rồi. Dạ xin chào quý tử ạ. À, có nhà mẹ bệnh nặng lắm, năm 20 tuổi á, cứ bệnh 4 năm cứ nằm viện cũng gì hoài, không có cho luôn. Khi tôi về, kiên cảnh lại học, rồi cúng ngày kia nó cho mẹ định á, quét chùa ngày kia, sau cái bữa nó ngủ á, đi đến phụ dưới á, cái đi theo bốn chuyện nữa, với hai đi xa về cái đường, cho đi tới cửa một đó thấy mẹ nằm trong đó bị đau quýnh quá trời, đi vô cứu mẹ, cái dặn mẹ lên, rồi lúc lên đi học, lên thì gian mẹ, thì là có một vị Phật á, nói là chỉ lấy hồn thôi, rồi đi với được. Từ đó mẹ cứ nhà cứ ngồi yên rồi, lên cái gì nhà rồi, cái nhà ngồi yên rồi nó nói bữa nay rồi, nói gì. Từ cái đó rồi cũng mẹ đi vô được, đi cùng mẹ, đó, cũng hầu mẹ vậy đó. Rồi cái đi làm chung, tối đi cái chùa cũng như đi học á, cái môn học cái gì, tại cũng đi học mà dẫn đi chùa, đâu có chùa đâu. Cái chuyện học dẫn ra nè, đi theo học nè, đi học đó, trong những cái gì đó, bữa đó thì không có gì, là làm chung công ty đó, thì chị kể gia đình đó, đi học tới vậy thì giảng đi chùa này cũng đi học cũng nhiều. À, hết rồi. Dạ. Còn hồi 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 hả? Ta xuống điện ngục cũng sợ luôn, đi dưới hồi hộp. Không đi xuống rồi gọi nhưng mà. Xuống rồi nhưng mà lên đây hồi hộp. Xuống dưới ổn mà lên cũng ổn. Ta thôi về chỗ đi chứ để lát anh vỡ tim ra mấy con tôi đi xuống dưới lạnh. Xin một tràng vỗ tay tặng cho anh. Anh cũng dám nói là anh có một giấc mơ đi xuống địa ngục. Anh mơ anh xuống mà anh đi xuống. À nói tôi cũng hết hồn. Nhớ cái đó là mơ thôi nha. Mơ đi cưng. Đó chỉ là giấc mơ thôi, chứ còn mình đi xuống thiệt là bây giờ còn đây không? Ừ đó là mơ thôi. Rồi bây giờ mình chương thứ 8 là ra khỏi địa ngục. Rồi anh Thành lát nữa lên thỉnh cuốn Lưu Hoàng Sám nghe Thành. Anh về anh đọc cái chương thứ 8 này ra khỏi địa ngục. Rồi thầy đọc quý vị nghe nha. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết rằng vạn pháp không đồng nhau, công dụng bất nhất, như sáng và tối đối đãi với nhau. Tuy nhiên chỉ có thiện và ác là gồm thâu tất cả. Quý vị thấy là sáng và tối cũng giống như là thiện và ác, nó gồm thâu hết tất cả. Làm thiện thì được quả báo tốt đẹp ở các cái cõi trời cõi người, làm ác thì mắc cái quả báo xấu xa, đau khổ kịch liệt trong ba đường ác. Đó là hai sự thật rõ ràng trên đời, không phải giả dối. Những người ngu si lầm lạc phần nhiều sanh tâm nghi ngờ, hoặc cho cõi trời là chuyện bịa đặt, địa ngục là lời nói dối không có. Những người ấy không biết suy nhân nghiệm quả, không biết xét quả tìm nhân. Những người không biết phân biệt nhân quả thì cố chấp lấy sự hiểu biết sai lầm của thế gian, không những chấp không, chấp có mà còn làm thơ, làm bài để mà biếm sức. Tâm họ trái với điều thiện lợi mà không hề tự biết sai lầm.
Giả như có người chỉ bảo cho họ càng chấp chặt lấy thiên kiến của họ, sai lầm còn kiên cố hơn nữa. Nghĩa là ai càng chỉ họ thì cái sai lầm của họ nó càng kiên cố hơn nữa. Có những con người mà cố chấp và ngu, như nãy mình nói sở tri chướng á, và nó cố chấp nó cho cái đó là đúng rồi, mình có giải thích đi nữa thì cái cố chấp nó càng lớn hơn chứ nó không có hết. Cho nên có một người Phật tử nói: thầy ơi, bây giờ con làm sao để con khuyên được chị con, anh con, vì những người đó cố chấp quá, họ không có biết tu, bây giờ họ cứ cố chấp, họ cho là họ đúng, thì giờ con phải làm sao? Thầy nói: làm hinh. Mình càng nói người ta càng cố chấp thêm, mình càng nói càng gây oan gia trái chủ, cho nên có nên nói không? Không, chỉ có làm thinh thôi con. Những người như thế là họ tự gieo đầu vào trong đường ác, trong nháy mắt liền thẳng xuống địa ngục, từ thân hiếu tử không thể cứu được. Họ đi vào hầm lửa vạt dầu trước hơn ai hết. Họ đi thiêu thân trong lửa nóng vạt dầu sôi mà không tự biết. Thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ, khi ấy ăn năn không kịp. Quý vị cùng kết luận với thầy ý này, quý vị nói theo thầy: người chưa biết, ai hỏi, nói không biết. Người biết, ai hỏi, nói biết. Không biết, nói không biết, là biết mình không biết. Biết, nói biết, là biết mình biết. Hiểu không Phật tử? Hiểu không? Dễ hiểu vậy đó. Người đệ tử Phật hãy học một cách rất dễ hiểu, đừng bao giờ không biết mà đi nói biết. Giả sử như bây giờ hỏi là: thầy có biết người thân con chết đi đâu không? Nó không. Mình không biết, mình nói mình không biết đi. Đâu có ai quấn đập mình chứ. Còn ta tin không tin kệ hả? Trời ơi, có nhiều người nó tào lao thiết ớt. Nó làm gì nó trễn mới xuống. Chuyện gì nó trễn mình không biết. Cũng giống như anh nãy dưới lên. Rồi tôi hỏi chuyện ở dưới rồi anh không biết rồi chết thử. Cho nên ảnh xuống con khúc ảnh lên nha, lát quý vị đừng có hỏi. Cho nên là có khi đó mà mình thấy mình địa ngục du ký là mình đọc mình biết vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra thì có hay không thì mình chỉ biết là tôi chỉ có đọc, nhưng mà cái tâm mình không biết thì mình cứ nói không biết. Mình không biết mình còn bài xích là chi? Không có được bài xích. Rồi, sao gọi là địa ngục? Quý vị lắng nghe cái đoạn này nghe, giờ nhà đọc nhưng mà bây giờ lắng nghe trước. Địa ngục là gì? Trong kinh dạy: trong tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa khoảng hai núi Thiết Vi, chỗ tối tăm nhất thì gọi đó là địa ngục. Núi Thiết Vi còn gọi là núi Diệu Cao, còn gọi là núi Tu Di. Thành bằng sắt, dài rộng 1.600 vạn dặm, trong thành chia ra 84.000 ngăn, dưới lấy sắt làm đất, trên lấy sắt làm lưới. Lửa đốt thành ấy trong ngoài cháy đỏ, cháy ra nước, chảy ra nước. Nó cháy mà nó chảy ra nước, nó giống như là núi lửa. Lửa trên cháy xuống, cháy suốt xuống dưới, lửa dưới cháy bốc suốt lên trên. Tên riêng của mỗi địa ngục là đó, đây nghe: địa ngục nhóm họp, địa ngục tối tăm, địa ngục xe đao, địa ngục rừng sắt, ngục mái cắt mái sắt, ngục rừng gai, ngục võng sắt, ngục hang sắt, ngục hoàng sắt, ngục đá nhọn, ngục hầm than, ngục rừng cháy, ngục hổ lan, ngục kiêu la, ngục nước sôi, ngục than nóng, ngục núi đao, ngục rừng kiếm, ngục đá mài lửa, ngục thành lửa, ngục cột đồng, ngục cột trụ đồng, ngục giường sắt, ngục xe sắt, ngục bánh xe sắt, ngục uống nước đồng sôi, ngục khẹt ra lửa, ngục hết sức nóng, ngục hết sức lạnh, ngục rút lưỡi, ngục đóng đinh vào thân, ngục trâu cài, ngục chém chặt, ngục đao binh, ngục bổ xẻ, ngục trong sông to, ngục tiểu giải trào lên, ngục giá lạnh, ngục bùng lầy, ngục ngu si, ngục khóc lóc, ngục đuôi điếc, ngục câm ngọng, ngục lưỡi câu sắt, ngục mỏ sắt nhọn. Vậy thì cái người câm là họ có bị địa ngục không?
đó là một địa ngục. Người biết là một địa ngục, người mù là một địa ngục. Chúng ta chưa bị rơi trong những địa ngục đó, cho nên chúng ta ngồi đây có khi chúng ta chê cười người khác, rồi bắt đầu mình đọa vô cái địa ngục đó không có ngày ra rồi sao, gọi là ngục vô gián. Có người mù thì có thời gian họ sáng trở lại, có người họ sáng thời gian xong họ mù, có người họ mù xuyên suốt, mù từ đời này tới đời khác. Cho nên á, mình đọc cái này á, là để cho mình hiểu rằng quy luật nhân quả, ai gieo nhân nào có quả báo ấy. Cho nên địa ngục nó sai khác dữ lắm. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, chúng ta ngồi đây bây giờ quý vị có nghe nóng không? Có không? Nhưng mà mỗi người có cái nóng khác nhau chứ không có giống nhau, đúng không? Có người thì quạt, có người đâu có cần quạt, vì đâu có quạt đâu quạt. Có người là nó nóng nó đổ mồ hôi, còn có người thì cũng đâu có đổ đâu, đổ sơ sơ ít ít thôi. Còn có người còn thấy bình thường, có khi còn lạnh nữa kia. Giờ này ai bị sốt lạnh? Và bây giờ mình nói tới cái 18 cái ngục vương, 18 cái ngục vương nha. Rồi quý vị lắng nghe, để mà mốt vô ngục nào nhớ gọi về thầy, thầy gọi ổng. À, thầy có nói là Phật tử đó có đi tu một ngày an lạc, khóa tu lần thứ 100 là tôi có nói rồi. Phật tử lỡ có xuống dưới thì tôi cũng gọi cho ông tiếng, và tôi xác định là người này có tu. Nhưng mà cũng có quậy, ông có quánh cũng quánh lương tay chút ha. À, nghe 18 ngục vương tên là: một là Ca Diên giữ ngục Nê Lê, hai là Khúc Tôn giữ ngục Đao Sơn, ba là Phí Thọ giữ ngục Phí Xa, bốn là Phí Khúc giữ ngục Phí Phất Xí, năm là Ca Thế giữ ngục Khắc Nhĩ, sáu là Hạp Sai giữ ngục Hỏa Xa, bảy là Than Vị giữ ngục Hoạch Than, tám là Thích Ca Nhiên giữ ngục Thiết Sàng. Là quý vị thấy không, ở dưới đây còn có Thích Ca Nhiên nữa. Chín là Ác Sinh giữ ngục Hạp Sơn, mười là Thân Ngâm giữ ngục Hàn Băng, mười một là Tỳ Ca giữ ngục Bát Bì, 12 Duyên Đầu giữ ngục Súc Sinh, 13 Bạc Đề Bạc giữ ngục Đao Binh, 14 Di Đại giữ ngục Thiết Ma, 15 Diệt Đầu giữ ngục Khôi Hà, 16 Xuyên Cốt giữ ngục Thiết Sách, 17 Danh Thân giữ ngục Thơ Trùng, 18 Quán Thân giữ ngục Dương Đồng. Thấy không? Ở đây thì thầy không biết là Hòa Thượng cũng xuống dưới. Ông xuống dưới ông cũng lấy danh sách hết các vị phục ở dưới, cho nên là đem lên ông nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta cố gắng đọc mà hiểu. Còn khi chúng ta hiểu thì tùy khả năng của mỗi người hiểu như thế nào. Tôi đọc một đoạn nữa thôi là tôi ra bản tôi phân tích nha. Những ngục như vậy đều có vô lượng địa ngục khác làm quyến thuộc, mỗi ngục đều có chủ ngục. À, lát nữa tôi phân tích chủ ngục nha. Ai chủ ngục là để ý ha, để quý vị biết là ai là chủ ngục. Ngưu đầu ngục tốt, tánh tình bạo ngược, không có một mảy từ tâm. Thấy chúng sinh chịu ác báo như vậy, chỉ sợ chúng sinh không khổ mà thôi. Nếu hỏi ngục tốt: chúng sinh chịu khổ như vậy rất đáng thương xót, sao các ngươi thường cứ ôm lòng độc ác khốc liệt không chút thương tâm vậy? Ngục tốt liền đáp: những người chịu khổ ấy tội ác như thế này, bất hiếu với cha mẹ, bài bán Phật Pháp Tăng, chê bai thánh hiền, nhục mạ lục thân, khinh mạng sư trưởng, hủy hại tất cả, nói lời độc ác, nói hai lưỡi, nịnh hót, tật đố, chia rẽ tình cốt ngực của người, giận hờn, nóng nảy, sát hại, tham dục, dối gạt, khinh khi, tà mạng, tà cầu, lại do vì tà kiến, giải đãi buông lung, gây kết nhiều thù án, nên tội của nó quánh như thế nào cũng chưa vừa. Cái đoạn đó tôi thêm vô. Những người như vậy đến đây chịu khổ rồi, mỗi khi được thoát ra, chúng tôi thường khuyên bảo rằng ở đây cực khổ lắm, không thể chịu đựng được,
các ngươi từ nay được ra rồi, chớ có nên tạo tội mà trở vào đây nữa, nghe chưa? Đoạn đó tôi thêm: nhưng các tội nhân ấy không chịu chừa bỏ ăn năn, lên đây vẫn gầy độ nhậu. Đoạn đó tôi thêm: vẫn hút chích xì kê ma túy, vẫn cặp bè cặp bạn rủ nhau cá độ. Đoạn đó tôi thêm: ngày nay ra rồi thọt vậy quay trở vào. À, quý vị thấy là có nghĩa là chúng sinh ra khỏi địa ngục rồi, cái nó quên mất, nó uống thuốc lú, nó quên, cái nó quậy tiếp, cái nó quay đi vô gặp nữa, quánh tiếp. Vậy là tôi bắt đầu phân tích cái đoạn này, tôi khoái nhất cái từ chủ mục. Tôi sẽ phân tích cái từ chủ mục để mọi người cùng nhau chia sẻ cái từ chúa ngục này. Tại sao người ta lại ở trong các cái tầng địa ngục này mà 18 tầng địa ngục? Rồi, xin ban quay phim hướng về tấm bảng để tôi phân tích 18 tầng địa ngục. Trong đó có các vị ngục dương. Rồi, xin quý vị nhìn vào tấm bảng. Kinh Lương Hoàng Sát quyển thứ tư, khóa tu thứ 100, ngày 9 tháng 2. Bây giờ chúng ta có 18 tầng địa ngục. 18 tầng. Vậy thì chúng ta có 6 căn. Căn có 6: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Rồi, ở đây là 6 tầng địa ngục. Thần, mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, mùi hương, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì suy nghĩ các pháp. Đây là 6 tầng địa ngục nữa. Thêm 6 tầng địa ngục nữa là thức, mắt biết. Mắt nó biết, thức là biết chứ không gì chứ, thức là biết. Nhưng mà cái biết của chúng sinh nó trở thành cái cách, cho nên có địa ngục. Địa ngục là cho con mắt nó biết, mà nó biết cái là nó biết thiên đường, nó không biết mà nó biết thì thường biết thiên đường. Thiên đường là đi lên, còn thường biết là đi xuống. Thiên đường với thường biết. Thế là mắt, tai, cái biết của tai, mũi, cái biết của mũi, lưỡi, cái biết của lưỡi, thân, cái biết của thân, ý, cái biết của ý. Chúng đã tạo ra 18 tầng địa ngục. Ai đạt được con số thứ 19 là ra khỏi địa ngục. Vậy thì địa ngục này đơn giản, hồi nãy mình học rồi, địa ngục này có hai loại nó cai quản, đó là sáng và tối. Sáng và tối. Bây giờ mình hiểu. Mình hiểu như thế nào về sáng và tối? Bây giờ sáng và tối nghĩa là có đúng và sai chứ gì? Đúng, sai. Quý vị cùng nói với thầy: sáng, tối, đúng,
sai, đẹp, xấu, trí, ngu, giàu, nghèo, sang, hèn, vân vân và vân vân. Như vậy chúng đều là hai mặt đối lập, chúng đều là địa ngục. Địa ngục ở chỗ nào? Địa ngục ở cái chỗ mà chúng ta phân biệt sáng tối. Vậy là cái khoảng giữa này nè là khoảng giữa của địa ngục A Tỳ. Vậy là A Tỳ địa ngục là cái chỗ tối tăm nhất, và tối tăm nhất là cái khoảng giữa của cái hai cái núi Tu Di. Vậy thì bây giờ mình ở giữa sáng và tối là chúng ta bị đọa vào địa ngục. Vậy là chúng ta còn phân biệt sáng tối, chúng ta còn nói đúng sai được mất. Cho nên chúng ta bị cái đúng này nó đọa đài. Chúng ta bị đọa đài bởi cái đúng mà Chúa cho mình đúng. Vợ chồng cãi nhau là ai cũng cho mình đúng, cho nên là hai vợ chồng ở trong địa ngục không có ngày ra. Thầy đến thầy khuyên là chẳng ai chịu nghe hết. Và thầy biết rằng chúc mừng tụi con ở trong địa ngục mạnh dội. Đứa nào nó cũng cho nó đúng hết đó. Mà nó đau khổ cùng cực vậy đó mới rồi vẫn cho nó đúng, là sao cứu nữa. Phải mà nó thấy nó sai thì mình còn cứu được, đằng này nó thấy nó đúng. Mà cái địa ngục đúng là khó cứu lắm. Còn có người nó thấy nó sai mà cứu cũng không được luôn. Mấy thằng hút chích, mỗi lần nó chích nó nói má ơi con sai rồi, ba ơi con sai rồi, vợ ơi anh sai rồi. Cái mày quay lại nó nói anh sai nữa rồi. Anh sai tập hai. Sao nó chích nữa rồi. Rồi quay qua quay lại cái là nó y như con quỷ vậy. Cái nó hết cái cơn rồi, cái nó thấy nó sai, nó nói em ơi anh sai nữa rồi. Hết cứu luôn. Dẫu rằng nó thấy nó sai nhưng mà vẫn không cứu được, vì nó là chúa ngục. Hiểu không quý Phật tử? Hiểu không? À, tôi thích nhất là tôi giải thích cái chữ chúa này nè. Tại nó có điện nó giật giật nghe tê tê đã. Vừa thôi chứ ác dữ. Tại vì trước sau cũng chết mà, không lẽ ông kia hai người không đưa tay không sợ chết, không lẽ mình sợ chơi luôn. Nó giật mình lấy cái này mình cầm. À, tôi không sợ chết chứ, hiểu là tôi bảo quản. Như vậy thì bây giờ mình hỏi là căn này có nghĩa là nó có quả báo đời trước không? Sanh ra có người mù, có người mắt sáng. Vậy thì câu hỏi cái người mù với cái người sáng này nè, người mù có nghĩa là tối, người sáng có nghĩa là sáng, người thấy đường nghĩa là sáng, người mù nghĩa là tối, hai này cũng tối sáng chứ gì, đúng không? Nghe im rơi ta. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Vậy thì cái người mắt sáng này đáng ra nó hạnh phúc chứ. Đằng này nó mắt sáng là nó vẫn đau khổ. Như là có cái loại địa ngục khi mắt sáng. Còn cái này đáng ra là cái hàng mắt sáng này nó thấy nó khổ. Còn mày mù đáng ra mày sung sướng chứ. Đằng này nó vẫn có địa ngục của bóng tối. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Là hai này đều là chúa ngục. Vì nó có ánh sáng nhưng mà nó vẫn đi tạo tội lỗi, chứ nó không phải là có ánh sáng để nó đi tạo phước, nó tìm ra địa ngục. Còn cái anh mù này ảnh không chịu, nhờ cái mù đó mà ảnh ngồi đó ảnh quán chiếu, ảnh tư duy, ảnh đi sâu vào để cho ảnh trở thành một cái con người có cái thiên nhãn. Đằng này không có, ảnh ngồi đó ảnh khóc la không à. Cho nên ảnh tiếp tục tạo địa ngục mới. Cho nên chỉ trong con mắt này thôi mà tôi đã nhiều lần chia sẻ với đại chúng là Đức Phật quay cái máy cho con. Đứa nó nghe cái rổ vậy mà cũng đứng yên à. Quay cái máy qua bên kia. Trời, sư phụ nói vậy chứ đệ tử quá trời đông rồi. Ông đứa nào nhúc nhích. Quay cái máy xuống, đừng có quay ngay sư phụ thì nó không kêu. Như vậy cái mắt này nó có 5 tầng. Từ nhục nhạc, nhục nhĩ, nhục nhãn, tới thiên nhãn, tới huệ nhãn, tới pháp nhãn,
tới Phật nhãn. Cái con mắt mà nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, nó có phải là ở căn này hay nó ở thức kia? Phật tử đưa tay lên trả lời. Ai nói đúng tôi tặng cái chùa. Vậy thôi, để làm trụ trì cho nó giống cái ông hồi nãy ở trong đó đó. Đời trước ông làm trụ trì mà đời này ông làm cái con ngạ quỷ ở nhà xí, đi lại lấy xí ăn cũng tròn. Cho nên là đừng có tưởng là ngồi đó ở ngoài cái mình chơi người này người kia. Hồi từ lúc mà thầy tụng đọc cái đó rồi, cái không có dám chơi ai. Hồi xưa nó cũng chơi dữ lắm. Sau khi tụng đọc mà không có dám chơi ai thì ta mình biết là đời sau biết mình ở đâu ở đó mà chơi. Lo mình chưa xong hết chơi. Vậy thì bây giờ con mắt của mình nè, mình nói mình thấy, nhưng mà khi có người họ mới sanh ra, họ mới sanh ra là có thể họ có huệ nhãn rồi, họ chưa có thức, nhưng mà họ đã có huệ nhãn, mà mới sanh ra cái nhãn căn của họ thôi nó đã thanh tịnh rồi, ba nghiệp của họ thanh tịnh. Như vậy thì họ chưa có Phật nhãn thôi hà, chứ họ có khả năng có pháp nhãn. Nghĩa là vốn dĩ họ sanh ra cặp mắt của họ đã là Bồ Tát rồi. Cho nên cái này nè gọi là căn. Căn có nghĩa là gốc. Đời trước nhiều đời nhiều kiếp người ta tu tập rồi, nhiều đời nhiều kiếp nó làm ác rồi, cho nên giờ này nó mau thành quỷ dương lắm. Nó quay qua quay lại là nó thành đại ca liền. Là bởi vì nó làm ác nhiều rồi, cho nên bây giờ này nó gan lắm. Nhưng mà gan để làm gì? Làm ác. Còn có người ta nhiều đời làm thiện rồi, bây giờ quay qua quay lại là người ta trở thành một cái người thật sự thuần túy làm những việc thiện. Cái này nó là căn. Cho nên con mắt của họ nhìn thấy những cái tốt. Còn có nhiều người con mắt của họ vốn dĩ trong quá khứ họ đã từng gieo cái căn đó rồi, cho nên là họ thuần túy cái việc đó. Rồi bắt đầu cái thức này nè, nó chỉ là tiếp diễn mà thôi. Thức này nó là tiếp diễn, nó tiếp diễn của căn. Cái người mà căn tánh nó thấp kém rồi đó, bây giờ mình muốn nó cao nó cũng khó nữa. Dạy hoài nó cũng không nghe, nó cũng có mắt như bao nhiêu người khác nhưng dạy nó không nổi, làm sao nó có tiếp diễn được chứ? Nó không tiếp diễn nữa. Còn có nhiều người nó cũng có mắt, chỉ cần đưa nó cuốn sách thôi, quay qua quay lại nó hiểu được rõ nội dung trong cuốn sách, nó chỉ cần nghe thôi, có lỗ tai bình thường chỉ cần mới nghe sơ qua là có thể đắc được thánh quả rồi. Cái này mới là căn nè, còn cái này nó là cái tiếp diễn của đời này. Cái này là nó quá khứ mang đến, còn cái này là nó hiện tại tiếp diễn, nó giống động từ chứ. À, cái này là gâu, còn cái này là gâu im. Ai không hiểu được. Cái từ này là đi, còn cái này là đang đi. Còn đến đâu thì tính nữa. Giờ dạy tiếng Anh luôn nha. Tại cái môn này tôi dở. Mà cái môn nào dở mình đem ra mình dạy là nó giỏi. Vậy thì bây giờ cái căn này nè, hỏi làm sao để cho chúng ta tu tập mà chúng ta ra khỏi 18 cái tầng này. Bồ Tát Quan Thế Âm có 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Cái ngày mà vía Bồ Tát Quan Thế Âm là vía cái ngày 19 đó, là ý nghĩa như vậy. Có nghĩa Quan Thế Âm Bồ Tát khi Ngài ra đời thì Ngài đã là đạt được pháp nhãn, pháp nhĩ, pháp tỷ, pháp thiệt, pháp thân, pháp ý. Không còn ở trong nhục nhãn, nhục nhĩ, nhục tỷ, nhục thiện, nhục thân, nhục ý đâu. Là bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm khi cái tuệ căn của Ngài nó đạt được tất cả các pháp vốn không sanh không diệt, cho nên Ngài siêu lạc địa Bồ Tát. Ngài nghe cái bài kinh Bát Nhã, Ngài phát nguyện đọc liền bài chú Đại Bi. Ngài phát nguyện ngàn tay ngàn mắt, cho nên là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Ngài là một vị vua vô tánh niệm.
Mà khi vua vô tránh niệm bỏ cung vàng đi tu thì vua vừa thấy pháp là phát 48 lời nguyện liền. Vừa thấy vừa nghe là ngài đã phát âm ra liền, phát 48 lời nguyện. Thân ngài từ đó hành Bồ Tát hạnh mà không còn ngơi nghỉ. Ý của ngài gạn lọc cho thanh tịnh đến nỗi trở thành một con số không khổng lồ. Cho nên ngài mở ra một cảnh giới không sanh không diệt, không sanh không diệt. Nhưng ngài thấy chúng sinh đau khổ, ngài không có rời chúng sinh. Cho nên từ không mà độ chúng sinh, tùy duyên mà bất biến, bất biến mà không hề rời chúng sinh. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên là giàu rằng nực nhưng vẫn không rời khỏi chỗ ngồi này. Đó gọi là nực. Giàu rằng buồn ngủ mà vẫn không rời khỏi chỗ ngồi. Đó. Như vậy thì chúng ta hiểu được Đức Phật A-di-đà với 48 lời nguyện thì chúng ta đâu có nói là chắc là Đức Phật A Di Đà là phát cái tâm thương vậy thôi, chứ còn không có làm, không làm sao thành Phật được. Nói và làm, cho nên bây giờ này quý Phật tử nghĩ coi, nói và làm là gần nhau hay là xa nhau? Nói và làm gần hay xa? Đây, bắt đầu lấy ví dụ. Đây được xem như là nói. Phật tử suy nghĩ là cái căn của mình á, mà bắt đầu mình khởi ra một niệm. Bây giờ mình khởi cái niệm đó. Tôi nguyện tôi đi tu. Tôi nguyện tôi về tu viện Linh Thú tôi tu. Bắt đầu các cái căn nó khởi hành. Tôi nguyện tôi đi tu. Vậy là hết 6 căn này nè. Bây giờ nó nói là tao đi tu. Nếu như mà nó tu thì làm sao nó đọa địa ngục? Giống như nãy nói đề trước làm trụ trì, tại sao giờ này ở dưới địa ngục làm ngạ quỷ? Đi tu nhưng mà nó vẫn nhiễm cái pháp trần này. Vậy là đi tu là không nhiễm. Vậy mà đi tu mà vẫn còn nhiễm, tức là sao? Quẩy đường pha cho người ta uống. Quậy đường pha cho người ta uống biết bao nhiêu cả một đời chú tiểu. Một ngày như vậy quậy một lần, một năm quậy 365 lần mà tu bao nhiêu năm. Vậy mà uống con hớp còn phải đọa vào ngạ quỷ nữa kìa. Vậy là tu dễ hay khó? Từ cái việc nói tới việc làm là dễ hay khó? Khó lắm. Mình nói mình đi tu là cũng đơn giản lắm, nhưng không đơn giản chút nào đâu. Đừng nói dốc. Ngon cạo đầu vô đây. Ở ngoài nó giúp vô rồi biết. Ba bữa là muốn tốn nghĩa vụ. Vậy thì mình hỏi nè, sắc thân như vị xuất pháp để ta tu là tu với cái này nè. Đó, tu với cái này, tu với sắc thân hương vị xuất pháp. Có điều tu đó cái như đó, để cho mình ý thức rằng cái này là chứng nè. Ê trứng này thì trứng. Như vậy tôi biết được gọi là giác. À, cái này là tu nè. Tu là tu với cái này nè. Tại cái bắt đầu này, cái này là trứng nè. Mà bây giờ con mắt chúng ta còn thấy địa ngục, vậy là chúng ta không thấy thiên đường mà chúng ta thấy thường điên chứ. Phật tử hiểu ý này không nè? Hiểu không? Vậy là mình mới nói là cái bài sáng này để ra khỏi địa ngục. Vậy mình ra khỏi địa ngục là mình phải tập con mắt của mình nó thấy cái gì? Sắc có 10 cái cảnh, sắc có 10 cõi. Tại sao mà mình không thấy những cái cõi tốt đẹp mà mình đi thấy cả cõi xấu xa chi? Từ cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi Duyên Giác, cõi Thanh Văn, cõi Trời, cõi Người, cõi A-tu-la, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Tự nhiên mình đi chui xuống địa ngục mình thấy chi gì? Tại sao không thấy cõi trên này? Đây sắc nè. Vậy thì cái người mà đi tu để ta đi tìm là tìm cái gì? Vậy cái lời Phật dạy đó, cái lời Phật
chính là cái ngọn đuốc để soi cho chúng ta thấy được sắc thân hương vị xúc pháp. Cho nên chúng ta đi tu, chúng ta sám hối là chúng ta tịnh hóa sáu căn của mình, tịnh hóa nó, nghĩa là chúng ta thấy, nhưng mà thấy cái gì, thấy để làm gì, thấy cho ai, thấy như thế nào, đó mới là cái mà chúng ta đi học. Cái gốc của chúng ta là văn tư tu. Có nhiều người chỉ thích tu mà không thích học. Đức Phật dạy là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mà đằng này mình không có đuốc mà mình cứ đi, khùng dễ sợ, lọt giếng ai cứu cho được. Có một cái anh tên ơi, anh ở miền Tây á, anh mới ra Đà Lạt, cái mượn cái xe người ta anh đi, mà trước khi đi là nói rồi, đi để ý để lát lạc còn biết chỗ hỏi, tận lát lạc gọi điện thoại tứ dằn. Chúng ta chỉ cần để ý thôi, cái những cái cảnh gì nó hiện ra, đó là con đường chúng ta quay về. Những gì ta nghe người khác nói, ta lưu tâm đi, cái đó là con đường chúng ta về. Thì Phật chỉ khai thị vậy thôi, Phật chỉ cho chúng ta những điều mà ta thấy, những điều gì mà Đức Phật nói là ta chỉ cho ông thấy rõ vấn đề. Đức Phật như người đem đèn vào trong bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Đức Phật đã dạy cho chúng ta như lật ngược những gì đã bị quăng ngã xuống, phơ bày ra những gì giấu kín. Đức Phật không có giấu, giáo pháp của Như Lai chính là phơ bày ra những gì đã giấu kín. Con người ta thường khi người muốn nói chuyện úp úp mở mở rồi không hiểu được chi gì, mà kêu nó rõ đi, nó nói chuyện này nó rõ không được, biết đâu nói. Chúng ta có chuyện gì, có sao chúng ta nói vậy, để chi vậy? Để người ta biết mình ngu tới cỡ nào, người ta cười dài. Chưa nói, chưa nói, cứ úp úp mở mở làm sao ta biết. Như vậy hôm nay tôi chia sẻ với quý vị, và tôi thích phân tích 18 tầng địa ngục này để quý vị có địa ngục mới hay không. Mình sanh ra con mắt của mình toàn thấy những chuyện xấu, mở miệng ra nói cứ nói những điều xấu, người ta mới nói là vào tai ra miệng, nghe những điều xấu. Chà, cái cảnh này nó nhiều chuyện tốt lắm. Người ta đi du lịch từ nước ngoài, người ta qua Việt Nam, người ta du lịch quá trời luôn. Tây ba lô nó qua Việt Nam du lịch quá trời luôn. Cái người Việt Nam đi tới đâu cũng chơi, chụp ngu chứ. Đất nước mình đẹp lắm. Người ta từ nước ngoài, người ta bỏ tiền ta về Việt Nam, người ta tham quan. Còn mình thấy trơ trơ, đi bỏ tiền đi chỗ khác coi. Thôi Việt Nam nó đẹp, du đến luôn. Trời mưa một cái mình coi nước bình địa luôn. Vậy khỏi đi đâu coi, khỏi ra biển. Đường là nó hành biển này, đẹp gì mà không chịu coi, ta đem thuyền nó, ta mua sẵn chiếc thuyền đi. Trời mưa ta thả xuống ta đi, ta đi dạo phố, biến đường thành sông. Có gì đâu mà cái tâm chúng ta là luôn luôn đẹp, thì chúng ta phải biết là xã hội mình nó còn không có bằng người khác, mà mình biểu giống người ta sao được. Cho nên là mình quan hỷ đi, còn nếu mình có tiền nữa mình cứ đóng vô, mình đóng vô mình làm, còn mấy nó không thọt, nó không thả ống thì mình hùng nhau mình mua ống mình thả. Đây mình cứ ngồi chửi không. Mình thấy cái cảnh xấu vậy mà mình còn ngồi mình chửi nữa là mình lỗ hay mình lời? Lỗ, đã đi không được mà còn ngồi mặt nhăn nữa. Trời ơi, thành con khỉ luôn. Cho nên là hỏi mình đi xe không được, đi ghe. Bây giờ mình mua hai chiếc, một chiếc xe một chiếc ghe, lúc chiếc xe chạy được ập chiếc ghe ở trên, lấy chiếc xe chạy chiếc ghe, lúc mà nước nó nổi lình bình lấy chiếc ghe hoặc xuống lấy xe chạy lên, được không? Vậy thôi, nó nói gì mình ngồi chửi nó chi, mình sống vậy bình yên. Cho nên là tôi muốn ra khỏi địa ngục là tôi chỉ quý vị đơn giản thôi, đừng có phân biệt tối sáng. Chúng ta trái đất nó quay quanh mặt trời ha, mặt trời ở đây, trái đất nó ở đây, trái đất nó xoay quanh trục của nó và nó quay xung quanh mặt trời, thì chúng ta bị trái đất nó che, cho nên bên này chúng ta gọi là sáng, bên này chúng ta gọi là tối, mà thực sự ra tối và sáng đều không có.
Chúng ta no thì chúng ta gọi là vui, mà chúng ta đói thì chúng ta gọi là khổ. Vậy là vui hay khổ chỉ là trạng thái no hay hay đói mà thôi. Cho nên là đâu hề có cái vấn đề gì mà được gọi là đúng hay sai đó. Mình mà không có cố chấp thì giờ nào cũng được, mắc mớ gì đúng sai. Trời, cảm ơn con. Như vậy thì mình hiểu được vấn đề là cuộc đời này nó không có sai hay đúng, chẳng qua là nó có vui hay buồn. Mà nó có vui hay buồn, có nhiều người ta sai mà ta vui lắm, còn có nhiều người ta đúng mà ta buồn lắm. Thì cái nào nên sai và cái nào nên đúng? Giả sử như người ta sai mà người ta dành người ta đúng, thì mình cứ để cho người ta đúng để cho người ta khổ cho nó vui. Tại vì người ta cứ dành đúng thì mình để cho người ta đọa địa ngục chơi đi, chứ sao mình cứu được. Rồi quý vị cùng nói với thầy, ai cho mình đúng mà khổ đau? Cái đúng đó là địa ngục, vô tổng đi đúng. Tôi không biết là giờ tôi đúng hay tôi sai. Hỏi tôi tại sao là tôi bỏ hết mọi thứ tôi đi tu rồi tôi cũng biết tôi đúng hay tôi sai. Mà đúng sai kệ nó, tôi làm được gì tôi cố gắng tôi làm. Còn cái chuyện mà xã hội nó phân công lao động rồi, tôi thì tôi làm, có người nó rảnh nó đi phá, tôi đi mua, nó rảnh nó đi phá, nó đập. Chỉ nói thì cái này là nếu mà mình tạo ra thì mình có phước, còn người ta phá đi thì người ta mất phước, vậy thôi. Vậy thì cái người này tạo, còn cái người này đập, thì chuyện đó là chuyện cái xã hội nó phân công rồi. Nó không đập sao có cái này, cái mua mới chứ. Thì xã hội sao phát triển được. Cho nên có nhiều lúc chúng ta cũng phải thông cảm cho những người đập. Trên thế gian này nhiều người phá hoại lắm. Tại tôi đi, nó quay qua quay lại cái nó xin tiền, nó mua kìm, mua búa, mua xà beng, quay qua quay lại cái nó lắp hết rồi. Cái nó đi mua nữa. Tôi hỏi tại sao đây không đây, làm sao không chịu đem vô? Nó nói quên, hư rồi, mua nữa đi. Ở chúng ta trong cuộc sống chúng ta bình yên thôi, chứ giờ mình có la có rầy nữa nên mình lỗ vốn đã mất. Mất tiền còn mất công la nữa. Ừ, thấy không? Nhiều lúc mà đau lắm chứ. Nhưng mà cũng phải học giáo pháp để áp dụng chứ, đâu có đơn giản đâu. Không có đơn giản chút nào. Hỏi mình tu là tu cái gì? Tu là mình đừng có dính vô đi. Rồi, quý vị cùng nói với tôi trước khi chúng ta nghỉ ha. Ủa, mới đây mà 3 giờ lẹ ta. Sao làm gì mà đồng hồ nó chạy lẹ chứ? Coi cái đồng hồ khác đó. Trời ơi, nó cũng kém 2 phút nữa 3 giờ. Làm gì mà thời gian mà chạy nhanh vậy? Tôi chưa chỉ mọi người ra địa ngục lĩnh nó hết giờ. Rồi. Giờ tóm lại ha, thầy cho mình ra khỏi ba cái này là được rồi ha. Ra khỏi ba cái này được rồi. À, bây giờ tôi chỉ quý vị cái con đường để quý vị ra. À, căn này nè, căn này là chúng ta khác nhau. Căn là chúng sinh khác nhau, không có ai giống. Từ cái chỗ đó chúng ta đừng bắt mọi người giống mình. Quý vị cũng nói tất cả chúng ta duyên nhân duyên khác nhau, nên quả báo mắt tai mũi lưỡi thân ý không đứa nào giống đứa nào. Cái địa ngục này khác nhau, địa ngục này khác nhau. Vì vậy không cần chê, không cần khen, không cần chảnh. Tại vì có người con mắt nó đẹp cái nó chết 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 hoài. À, cái thân nó đẹp cái nó ổng nghẹo hoài. Có nghĩa là chúng ta hơn người thì bắt đầu chúng ta bị đọa vào địa ngục. Địa ngục là cái địa ngục hơn đó. Chúng ta cho rằng chúng ta hơn người khác là chúng ta đọa địa ngục chưa? Đọa địa ngục. Cho nên là có người hỏi rồi, thầy đẹp quá sao thầy đi tu? Thầy nói chứ đẹp xấu vụ đi tu được sao? Ngày xưa tôi xấu, nhờ tôi đi tu tôi đẹp hơn lúc xấu.
Vậy là cái xấu là khổ, mà cái đẹp cũng khổ. Cho nên là xấu hay đẹp gì, người không khổ là chúng ta ra khỏi địa ngục. Rồi, quý vị cùng nói với thầy: thân như thế nào để y như thế đó, cha mẹ sanh sao để vậy tự tại với nó là ra khỏi địa ngục sáu căn, tự tại với sáu căn. Được chưa nè, ra chưa? Ra rồi ha. Dĩ nhiên là tôi có mắt tôi phải có ghèn, lâu lâu cái đổ ghèn cái nó sao xấu dữ vậy, thì có lúc đẹp cũng xấu, chứ nó không đổ ghèn sao tôi biết tôi xấu. Rồi bây giờ tôi chỉ ra khỏi cái chỗ này ha, để chúng ta không nhiễm, nghĩa là chúng ta không có địa ngục vậy thôi. Trần có sáu trần, tôi hỏi quý vị nha, quý vị có thích đẹp không? Ừ, ai nó không thích đứa đó khùng. Xạo mà không thích, đẹp mà không thích. Có ai có thích hay không? Ừ đó, giờ sợ tôi chửi. Có ai thích mùi thơm không? Ừ. Có ai thích ngon không? Hồi nãy cũng đánh giá quá trời. À, có ai thích im không? À, còn pháp khó nói quá. Pháp là một trạng thái gì quý vị tự hiểu không? Pháp, tôi nhắc lại ha, pháp chính là năm thức trước, đây là sáu thức ha. Pháp nó gồm có nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, nó dồn lại đây thành một mối, nó tạo thành pháp trần. Quý vị lại nhắc lại với tôi, pháp trần là ảo ảnh của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức tạo thành pháp trần. Vậy là pháp trần chính là kết quả của năm cái biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như vậy cái pháp trần này nè, nó mới cho ra ý thức. Khi căn này nè, nó tiếp xúc với trần này nè, nó mới tạo ra cái ý thức. Thì cái ý thức đó đó, nó mới sanh làm ba loại nữa, là ý thức, rồi mạt na thức, rồi a lại gia thức. Cho nên nó có thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám. Vậy thì mình nói mình ra khỏi 18 tầng địa ngục này, nhưng mà trong cái địa ngục mà nhận thức sai lầm á, nó còn nhiều cái địa ngục quyến thuộc nữa. Phật tử hiểu ý nào nè? Địa ngục quyến thuộc. Rồi phân tích cái này nữa, tôi nghĩ nè. Con mắt mình thấy ai mà mình ghét? Mình ghét ai? Người ta nói ghét người, ghét cả đường đi. Vậy là người nào mà đi cái đường đó mà mình ghét cái người đó, thì cái đường đó là đường địa ngục. Người nào mà mình ghét mà người đó họ nói chuyện với ai, thì mình ghét luôn cái người đó, gọi là địa ngục quyến thuộc. Cái người đó mặc cái đồ đỏ mà tôi ghét người đó rồi, thì ai mặc đồ đỏ tôi ghét hết, gọi là địa ngục quyến thuộc. Cái xe này nè, nó tông tôi, cho nên ai chạy xe đó tôi ghét hết, là địa ngục quyến thuộc. Cái ông đó ông ăn hiếp tôi, cho nên ai mà đi chuyên ngành với cái ông đó là tôi ghét hết. Hiểu không? Cho nên giờ này có nhiều người là nên để ý nha. Có nhiều người là ghét, giả sử như mình ra đường mình bị phạt, cái mình ghét hết, ai vô cái ngành đó mình ghét luôn. Chi vậy? Trong ngành đó có người tốt người xấu, chứ ai cũng xấu hết. Cho nên có người tốt người xấu ha, đừng bao giờ quơ đũa cả nắm, để là làm địa ngục quyến thuộc nha. Địa ngục quyến thuộc là vậy đó, phân tích rồi đó, là ai ra ra, không ra thì cứ ở tổng. Ừ. Rồi kết luận cuối cùng, ai
mà tự tại với sáu căn. Ai mà tự tại với sáu căn người đó ra khỏi địa ngục sáu căn. Ai mà có thích đẹp hay thơm ngon êm và lạc thì trạng thái này thích thì vẫn cứ thích, nhưng mà đừng có chấp. Không chấp nghĩa là không nhiễm. Không chấp không nhiễm, nhưng nhớ đừng có lầm vào đường tà, nghĩa là phải hiểu nhân quả. Chứ nói tôi không có chấp đâu, tôi chỉ thấy cái này tôi thích cái tôi chôm thôi, chứ tôi không có chấp đâu. Vậy hợp nhân quả không? Cái đó là tà kiến, chứ không phải là mình nói là tôi lụm cái này có chút xíu có gì chứ tôi đâu có chấp đâu. Vậy là cái này là phi nhân quả, cái này gọi là tà kiến sai lầm, cái đó là địa ngục vô gián. Hiểu không Phật tử? Hiểu chưa? Cũng y như là nó có cái thân thì ai cũng có cái thân, ai cũng có sự xúc chạm, cái nó nói tôi không có chấp đâu, tôi có cái tiểu liên tôi nằm được rồi, đứa nào nằm đâu kệ nó. Nghĩa là bản thân của mình bị vô tàm vô quý, và mình nói mình không chấp, cái này đúng hay sai? Cái này là tà kiến nguy hiểm lắm, cái này là địa ngục không có ngày ra đó. Cho nên chúng ta không chấp, nhưng chúng ta phải hiểu đúng nhân quả, chứ không là địa ngục vô giác. Đơn giản như thế à? Rồi bây giờ cái biết cho một tràng pháo tay hết giờ mà cô vẫn còn hỏi thì thôi trả lời một câu. Cô hỏi là nếu như mà không chấp đó, là ra khỏi địa ngục thì làm như thế nào để được gọi là phá chấp, thì chỉ rồi làm hợp với nhân quả là phá chấp. Mà trong cái nhân quả này nè, để cho hợp lý với nó là nó ẩn vô vô thường, vì vô thường là thời gian cân đo đong đếm cái nhân quả. Mà muốn hiểu nhân quả là phải hiểu cả duyên, cả nhân và cả nghiệp nữa thì mới hiểu được cái quả này. Muốn biết cái quả nó phải có duyên, mình cái duyên này mình phải tạo ra, rồi mình cái nhân này là nó phải hợp với nhân lành, rồi nó tạo thành cái nghiệp lành nó mới ra cái quả lành. Trên cái điều kiện nhân quả này nó lấy vô thường làm thước đo, nó lấy duyên sanh duyên diệt làm nền tảng để ta tương tác. Giả sử như tôi gặp người này tự nhiên tôi sanh ra thương là tôi biết tôi chấp rồi, dính rồi, dính cái tự. Còn tôi thấy cái mặt mà tôi ghét là rồi, dính cái tự. Vậy là thương hay ghét đều nơi vào địa ngục. Còn bây giờ tôi gặp người này tôi thấy vẫn bình thường, cho nên là tôi chỉ tương tác, tôi tạo cái duyên, tôi khéo tạo duyên để tôi tu ngay chỗ này. Vậy là tôi không bị rơi vào địa ngục này bằng một tri kiến nhận thức đúng đắn theo lộ trình tu của Đức Phật. Vậy thì Đức Phật dạy pháp thì có nghĩa là pháp nó mới nói. Khi chúng ta hiểu pháp này mà chúng ta không chấp nó thì chúng ta đã đạt được năm thằng này rồi. Chúng ta còn chỉ xử lý thằng này nữa thôi là hết rồi, là ra khỏi địa ngục bên đó. À, nhưng mà nhớ nghe, cái thằng này là cái thằng ghê gớm lắm nè, cái thằng này nó hai phai nè. Trong cơ thể mình nó cứ đi đôi, quý vị. Nó mượn cái tướng ở bên này nó làm tướng phần. Nó mượn cái kiến phần của A Lợi Gia nó làm tướng phần của nó. Và cái thức thứ sáu nó làm việc gần chết, thức thứ sáu nó điều hành mắt tai mũi lưỡi thân đó. Mắt tai mũi lưỡi thân thì thức thứ sáu là ý thức nó điều hành, nhưng mà cái anh này cướp hết công trạng về cho ảnh. Cho nên là chúng ta không học tới đây là chúng ta không hiểu biết để ra khỏi đâu đâu nghe. Địa ngục này rất thâm sâu, tôi chưa giảng hết, chỉ mong rằng quý vị hiểu dùm tôi. Mắt tai mũi lưỡi thân của quý vị đều là pháp, hãy thắp đuốc lên mà đi, nghĩa là lấy lời của Đức Thế Tôn sôi vào trong cái pháp tầng này để ý thức rằng ta là người học Phật, ta là người Phật tử, cố gắng tu hành để năm cái thức này nó được nhẹ nhàng thôi, còn cái thành này hồi sau phân giải. Để học được cái duy thức đó
là cả một khối kiến thức đồ sộ, chứ không đơn giản hiểu được thức. À, vậy thì hôm nay 3 giờ 10 phút rồi, tính ra là buổi chiều nay học 1 tiếng rưỡi đồng hồ căng ra luôn. Vậy mà thấy mắt ở dưới mới có liên diêm chưa có ngái. Xét ra là còn tu hành tốt rồi. Thì tôi cũng mong rằng tất cả quý vị cố gắng sám hối, và tôi cũng tán thán cái pháp sám hối. Người nào biết sám hối là người biết nhìn lại mình để sống một đời tự tại, đừng cho rằng người khác sai mà chúng ta lại đọa vào địa ngục của người khác. Giả sử như tôi cho rằng đệ tử tôi sai, thế thì tôi gặp đệ tử tôi là địa ngục tôi nó sanh ra, tại vì tôi ở trong địa ngục của cái sai người khác. Tôi thấy người khác sai là tôi khổ, cho nên là tôi sống trong địa ngục của cái sai người khác. Người ta sai chứ đâu phải mình sai, mà sao mình ngu dữ vậy? Là bởi vì nhận thức sai lầm đã dẫn ta đến rơi vào địa ngục sai trái của người khác. Trời ơi, tôi thấy ai mà làm sai tôi ghét lắm là chết. Tôi thấy ai hút chích tôi ghét lắm là chết. Cho nên là chúng ta cộng nghiệp với chúng sinh, bởi vì nhận thức sai lầm dẫn đến ta đọa lạc trong địa ngục của người khác. Nam mô thừa hết rồi Bồ Tát. Mời MC bữa nay không cầm. Quý vị cho MC một tràng pháo tay, bữa nay không cầm giấy. Rồi mời MC tóm tắt kết luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch cho sư phụ, xin cho phép chúng ta một lần nữa được phép đại diện toàn thể đạo tràng với những lời cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, chúng con cúng nghe đức Phật có dạy, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Hơn một giờ đã trôi qua, sư phụ đã phân tích giảng dạy cúng nghiệm rõ tất cả các nghiệp báo, nghiệp thiện và nghiệp ác, cho tất cả chúng con qua phẩm tu lương hoàng sáng nguyện thứ tư chương thứ bảy nói rõ quả báo tiếp theo và chương thứ tám là rời khỏi địa ngục. Qua phẩm tu này chúng con xin y giáo phụng hành những lời sư phụ đã phân tích và giảng dạy cho chúng ta hôm nay, và để tỏ lòng quy kính và niềm ơn, xin cho phép toàn thể chúng ta thành kính kính chúc sư phụ pháp thể thân an chúng sanh vì độ Phật sự quy hành, để luôn dẫn dắt chúng ta trên con đường tu học tìm an lạc. Và cũng lời xin sư phụ cho phép toàn thể đạo tràng chúng ta thành kính cúng dường sư phụ tam bái. Nam mô kính quân sư Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Mời Phật tử từ từ khởi thân đứng lên. Xin quý vị chắp tay để chúng ta chuẩn bị làm lễ nghi thức hồi chúng. Hai tay chắp lại phải trái thành đó sen. Cuộc đời là biển, khổ là bùn nhơ. Xin cho đó sen lòng của con được nở rộ giữa cuộc đời. Cảm ơn nghịch cảnh khó khăn với bao nhiêu bão tố phong ba, nuôi lớn chúng con trong tâm niệm an lành theo dấu chân Như Lai xuất thế. Xin đại chúng hãy an trú trong thân của mình với sức ổn, để chúng con cảm nhận rằng sự chống bán giữa âm và dương. Xin cho trong con có được sự sống bởi ánh sáng của trí tuệ giác ngộ, luôn sống mãi ở trong con bằng sự hung đúc. Do hiểu biết cho nên chúng con tạm mượn cái thân ngũ uẩn này, thâm thân sắc uẩn, để chúng con tạo nhân duyên lành cho mình, cho người hiện tiền và tất cả chư hương linh đã quá vãng.
Xin tất cả chúng sinh hãy an trú trong thể tánh không sanh không diệt của mình, hòa với hư không. Xin cho con an trú trong thể của không gian, để con mượn không gian làm sự sống, đi khắp mọi nơi trong mười phương cõi nước. Nơi nào có sự hiện hữu của chư Phật, nơi đó có sự hiện hữu của con, được diện kiến trước Phật bằng lòng chí thành chí kính, đảnh lễ cúng dường, tạo duyên lành, nghe pháp áp dụng tu hành, mong cho quả Phật trong con ngày một trọn vẹn. Cầu cho người sống được an vui hạnh phúc hiện tiền khi bỏ báo thân sanh về cõi Phật trang nghiêm. Cầu cho tất cả chư hương linh nghe hiểu được lời Phật dạy, để không còn oan gia trái chủ, để tất cả hương linh đồng sanh cõi Phật trang nghiêm. Đại chúng đồng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh Phật. Kính mời ba nghi lễ cung thỉnh sư phụ Hoàng Nguyên Bình Đức Nhã Lâu. Kính mời ban trung bộ tự cho đoàn hồi trân trọng Bát Nhã cung thỉnh chư tôn đức. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật.